Và kính thưa quý vị, Thái tử Charles và vợ Camilla viếng thăm Adelaide. Tin từ Adelaide, Thái tử Charles và vợ là Camilla, nữ công tước xứ Cornwall, đã bay đến Adelaide vào ngày thứ Tư, trong ngày thứ ba của chặng ngừng lại của Úc Đại Lợi, từ chuyến công du Thái Bình Dương của họ và ăn mừng ngày lễ kim cương kỷ niệm 60 năm trên ngai vàng của nữ hoàng Anh quốc. Cặp đôi hoàng gia đã được chào đón tại phi trường bởi thống đốc miền Nam nước Úc Kevin Scott. Từ đó thì đầu tiên họ tới viếng thăm ngôi trường công cộng Kilkenny, nơi mà những người ngưỡng mộ từ già đến trẻ đã xếp hàng trên đường phố reo hò khi cặp đôi hoàng tộc bước ra từ xe của họ. Bên trong ngôi trường, thái tử và nữ công tước xem xét hoa quả organic trồng trọt bởi học sinh tại đây. Sau khi kiểm soát sản phẩm thức ăn là thời gian ăn uống, học sinh đã làm cho bữa ăn trưa cho cặp đôi hoàng gia trình bày bánh pizza với nhân của rau spinach. Ngoài ra còn có thêm thức ăn tại vườn rượu nho Penfold. Hai người đã được trao hai ly rượu đỏ địa phương, mặc dù theo tin từ truyền thông thì nữ công tước đã lịch sự từ chối không uống rượu. Thêm hàng ngàn người đã có mặt trên bờ sông của dòng sông Torrens ở Adelaide để được nhìn thấy Charles và Camilla. Cặp đôi sau đó đi tới tòa nhà chính quyền, nơi họ được trao một cặp gấu koalas và kế đến là sẽ bay trở về lại Melbourne vào buổi tối.